tiếng Anh đã trở thành một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới. Việc trang bị các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh đúng chuẩn là vô cùng cần thiết, nhất là trong bối cảnh kinh tế hội nhập đang ngày càng sâu rộng như hiện nay. Hiểu được điều đó, Trung tâm Anh ngữ La Master đã chính thức cho ra mắt cuốn sách Phương pháp học tiếng Anh giao tiếp cho người mới bắt đầu sau 11 năm khảo sát và trải nghiệm thực tế trong quá trình giảng dạy 300.000 học viên cùng việc nghiên cứu hàng trăm cuốn sách về ngôn ngữ. Phương pháp học như thế nào là phù hợp, học ngữ âm như thế nào, rồi kiến thức từ vựng phải trang bị như thế nào, rồi làm sao để có thể phát xạ tiếng Anh được và làm sao có thể luyện được kỹ năng nghe và nói được. Thì đấy là những cái trăn trở của rất nhiều người học tiếng Anh. Chúng tôi rất là vui bởi vì sao, cái team nữa đều rất là nghiêm túc trong việc là nghiên cứu ra những phẩm sản phẩm giáo dục mà có thể giúp, không chỉ là đơn giản là giúp người khác để thay đổi cái trình độ tiếng giao tiếp mà giúp người khác có thể chuyển hóa về mặt tư duy và mặt thói quen của những người thành công và để họ trở thành những người mà gì ạ, có được những cái sự thay đổi, sự chuyển hóa trong cuộc sống. Sách gồm 4 chương chính: tư duy, phương pháp, MBTI, Q&A. Ngoài hai nội dung quan trọng là tư duy và phương pháp giúp bạn thiết lập mục tiêu, xác định trình độ và định hướng học tiếng Anh, cũng như trang bị các kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ, cuốn sách còn mang đến thêm rất nhiều những điều mới lạ như mối quan hệ mật thiết giữa MBTI, trắc nghiệm tính cách, với phong cách học tiếng Anh của mỗi cá nhân, hay giải đáp các câu hỏi thường gặp về việc học tiếng Anh cho người mới bắt đầu. Đây sẽ là cuốn tài liệu không thể thiếu nếu các bạn muốn trở nên thành thạo thứ ngôn ngữ này để cuộc sống trở nên thành công hơn.